Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng tranh thủ chút thời gian để trước tiên là sắm một chút bát đũa, nồi niêu xoong chảo, nói chung là đồ gia dụng ấy, để anh Sử bắt đầu một cuộc sống mới tại một căn nhà mới. Thì bây giờ anh em mình cùng anh Sở với anh Pó, anh Sử và bạn Tiến Cảnh của mình nữa thì đang đến chợ Lũng Phìn, tại vì là đi Mậu Duệ cũng xa mà lên Mèo Vạc cũng xa, Lũng Phìn là ở giữa rồi, cho nên là mình ở đây lên đây mua luôn để tiện đường cho cả hai. Mình sẽ mua đầy đủ, có cả Rido không nhỉ cô nhỉ? Rido rồi là dép đi vào trong nhà, chổi lau nhà, bát đũa nồi niêu xoong chảo, bếp ga các thứ. Đó, do là tiền cũng thừa khá là nhiều. Tất nhiên là mình vẫn sẽ dành cho mục đích để phát triển kinh tế. Tuy nhiên thì phải trích ra một chút để mua đồ gia dụng, bởi vì nhà anh Sử, cái Sử thì không có gì cả đúng không? Không có gì cả ngoài cái nồi điện và một hai cái bát nhựa như quý cô ba anh chị thấy trong những cái tập trước ấy. Thì trong suốt quá trình làm nhà thì đều là mượn của anh trai anh Sở hết. Đó, bây giờ thì mời tất cả quý cô ba anh chị theo dõi video của anh em mình đi mua sắm ở Lũng Phìn nhá. Thì quý cô ba anh chị nào mà quan tâm tất cả những cái hành trình tiếp theo của Tam Giác Mạch trên cao nguyên cũng như là bất cứ một cái video nào thì đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ. Và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục làm nhà cho em mình, khả năng là sẽ làm nhà cho em mình, nên là cũng là rất mong nhận được sự ủng hộ như là góp ý của tất cả quý cô ba anh chị. Rồi bây giờ mời tất cả quý cô ba anh chị theo dõi hành trình mua sắm của anh em mình nhé. Là em lại mua bộ bếp ga luôn đâu, em xem nào. Vâng, chị sắp cho em một bộ này nhé, một bộ bếp ga này cho em khoảng 10. Lắp chắc biết nhỉ, anh Sở biết lắp đúng không? Biết mà. Biết về từ lắp nhá. Vâng. Xong về đun có bảo hành như nào thì đem ra đây. Vâng, chị cứ chuẩn bị đồ cho em là này. Anh Sở giúp em chọn 10 đôi dép đi trong nhà. 10 đôi. Đôi dép đi, dép rẻ thôi. Dép rẻ nhất thôi để đi trong nhà thôi mà. Dép tổ ong. Dép tổ ong 38 thì. Bộ bếp ga là nó có được tặng đồ gì chị nhỉ? Rồi ok, 3 nồi 1 chảo, thế là không cần phải mua nữa rồi đúng không? Vâng. Anh Sử có mua thêm bóng điện không? Mua cái bảng điện về lắp nhá. Có bảng điện không chị? Bảng điện đấy. Vâng, cho một cái bảng điện nữa. Tầm đấy được rồi nhỉ? À, cái chặn bát nữa. Có đúng không? Nhưng mà chị vẫn gom được đúng không? Cần thì vẫn gom được, còn nếu không thì đấy chị bảo nếu mà em phần nào em thiếu thì em lên danh sách. Tiền qua chị thì chị đưa tiền cho em. Xong em tự mua. Thì cũng không sao cả, không phải đến chỗ khác thì em lại phải bán tiền một lần nữa. Vâng, vâng. Bởi vì ở đây thì mua một nhà cũng bây giờ đủ được các loại dùng cả. Em mua nhà nào cái đấy phải cho vào hộp đấy anh Sửa. Yên tâm. Anh Sửa xem là mua đồ điện, bảng điện này, bóng đèn đủ sáng. Dạ. Một bảng điện thôi. Và thêm bây giờ trong nhà có hai bóng rồi đúng không? Một bóng ở bếp nữa và một bóng ở ngoài nữa. Ba bóng ở nhà có ba bóng này. Đây là những cái đồ kèm theo của bếp ga. Rồi. Lấy hai bóng điện nữa, anh Sở. Hai bóng điện to thì bé. Thích loại nào anh chọn loại đấy. Đây cứ xem một bảng điện. Một bảng điện. Loại nào đủ sáng? 30W. Rồi. Đúng, lại lắp ở bếp, một cái lắp ở ngoài, hai cái thôi nhỉ? Vâng. Lấy hai cái đi. Hai cái xong gom vào để chúng ta một lần vào đây đấy.
Đó, có luôn sao mà? Có luôn. Ừ. Lấy mấy chục bát? Bát con lấy 30 nhá. 30 bát và khoảng 4 mâm bát tô thì là khoảng 12 cái đi nhỉ. 4 mâm bát tô. Bát tô thì ở đây bán 20. À thế. Ừ. Rồi mới thêm mua một chục, mua một chục bát tô. Bát này thì bán theo chục này. Còn bát đựng canh ấy. Bát kia thì lại không bán như chục. Nếu bát này cho nó đẹp tội gì lấy bát rẻ người ta cho mà. Đấy. Đúng không? Gì không phải là ấy, vấn đề đấy mà mình mua vì phải dùng lâu dài. Chuyện thế thì bảo đấy. Là cậu cái gì? Đấy. Màu khác cũng được, dạng đấy là được. Mình sẽ không dùng đồ nhựa nữa, bởi vì đồ nhựa mà nấu ăn xong thì nó độc lắm. Bây giờ đã gọi là được ủng hộ thì mình sẽ dùng cái đồ nó ấy luôn. Lấy bát lẻ hay là lấy bát to hơn? Bát tầm đấy được. Ông cho thua me này thôi. Được chưa lo. Mới tỉnh lo thì me. Mới hiểu của lo mà mới tỉnh lo. Nhân lông chảy sang sọc luôn. Chưa có thế thì chỉ cần nhìn món ấy. Chân. Nhân lông chảy sọc luôn. 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 Phải hỏi ý kiến thôi. Không lại không vừa ý đúng không? Cứ bát to phải lấy loại bé. Ok. Có chiếu đúng không cô? Chiếu mát mấy? Chiếu 10 đôi dép rẻ. Vâng, 10 đôi dép rẻ. Cái dép đi trong nhà. Chiếu là chiếu mét rưỡi hay mét 6? Mét 6. Mét 6 đi. Mét 6. Cái chiếu à? Hai cái. Chiếu 10 đôi dép mỏng nhá. Vâng. Dép mỏng trắng à? Vâng. Trắng xanh đều được. Đi trong nhà cho nó sạch nhà thôi mà. 30 bát bé và 12 cái đĩa. Đĩa đây anh xử anh chọn đi. Thích loại đĩa, này. To như đĩa to tí đĩa to đây, bà con hay thức ăn nhiều mà cái này về là phải rửa lại để lâu quá nó bụi có luôn dạ. Chắc khách cũng tầm 4 mâm 5 mâm thôi làm gì có khách nó bụi tí thôi về rửa phát là sạch mà nên để lâu ấy à. Thưa quan ơi còn bát con trắng không? Nguyên Hoa nó không được đồng bộ đúng không? Cho kéo ăn vào quán to nó đến mông. Cái này nó mông hơn. Cái gì nhỉ? Cái kẻ. Ở đây. Cài vào đây tí rồi. Chỗ về cái lại cái đi tìm. Nhẫn đấy. Nhẫn cưới đấy. Cho vào xong cuộn vào là khỏi rơi. Cho một cái chổi quét nhà và một chổi lau nhà. Một quét một lau. Đúng. Bếp ga thùng riêng đi. Hôm nay là đi 3 xe. Đấy. Trong nữa còn mua thêm cái ống nước để mà làm cái máng nước từ mái nhà xuống để tận dụng nước mưa. Chứ bây giờ hiện tại là chờ nước nguồn thì không biết đến bao giờ. Khi mà cả xóm vẫn còn đang không có nước uống. Bạn đẹp này ngồi ăn cơm là không để rơi hạt nào đúng không? Nhà là sạch phải có cái bát nhà, nhà đẹp thì đồ nó cũng phải tương đối. Nhưng mà nhà đấy mà rơi phát cái này nó một triệu không nhìn được. 2 lít. Bếp ra 1,5 triệu này. Bát đũa. Ồ, điện này. Đĩa 12 cái nhỉ? Chưa có đũa nhỉ? Chặn bát thì tí lấy dư tiền xong là lên nhà xem nào. 2 chiếu mét rưỡi.
Bao tiền ông? Là 270 phải không? Để cháu ghi vào đây thì cháu đưa tiền cho ông. Chiếu cộng Z 220 cái này, 120 cái này, 270 chiếu là 60.000 cái. Vâng. 270 đúng gọn vào nhá, cười đùa là xe nó lại va vào là hỏng đấy. Còn đây họ lại hay dùng cái màn có 50.000 ở chợ. À màn tuyên cái gì? Ừ. Cái màn tuyên xấu gì? Thế nhưng mà thế là dân ở đây họ lại hay dùng như thế. À. Ừ. Nhà lát gạch hoa thì đây cái này video là ngày mai căng luôn, buồn con gái đấy. Đây nhá, bếp ga là một này, ổ điện này, đĩa này, Zido chiếu này. Hả? Cái này hát có dây sáng căng không? Không, dây mình về phải tự tạo chứ. Cái này nó chỉ có cái này mình cài vào thôi. Nhà còn dây sắt hay sao? Bát con này, bát to con này. Bóng điện này, còn thiếu chiếu một cái, một chiếu mét 2 nữa này. Ly này, ly đô này, màn này. Rồi. Thế chưa? Nồi cơm đúng có rồi phải không? Nồi cơm có rồi. Xem nào. Thế gì? Đi vào lấy dầu gội xà phòng. Đấy. Dầu rửa bát. Dầu gội trong kia. Dầu gội chai. Mua một hộp Sun Siêu thoải mái mà gội. Với cả Lifebuoy. Bột giặt. Em mua cái lọ Sun Siêu Clear, anh thích gội cái nào? Thường thường anh gội cái nào? Lifebuoy hoặc Sun Siêu hoặc Clear. Đây là ba loại đấy. Ừ. Có phải đi cái bánh xà phòng tắm không? Có, cho 2 cục luôn. Rẻ rửa bát có chưa? Đã mượn tao xử lý mà. Cái này đâu xử lý gì? Chưa có thì lấy một cái đây. Nãy dùng cho nên. Đây. Thì coi như là một iPod xà phòng. Vâng. Xem còn thiếu cái gì nữa nhỉ anh Sở nhỉ? Tốn kém phết đấy nhỉ. Sắm vào nhà mới đúng rồi. Còn chặn bát và chổi lau nhà các thứ nữa. Tiếc lắm đấy. Cho cái bếp ga với cả cái bình lên thổ vào trước đi. Vâng, vừa xây nhà xong bảo là sắm đầy đủ cơ bản. Còn một chục móc nữa đâu ạ?
một chục móc con đây. Ba chục móc. Để nhà ra đây lại mất đi một chục. Hai bố con. Lũ bệnh cũng lũ nia to mà. Đi xe cha to mà. Cái bàn này dựng lên, sau đấy là cái bình kẹp vào. Bình thường vẫn chở như vậy mà. Do là đồ khá cồng kềnh cho nên là đi bà xem. Được mà, đấy đúng rồi, cái bàn anh dựng lên. Đấy đúng rồi. Mua cái bình trước đi. Dựng lên anh, dựng lên. Cho xem kiểu. Đấy kiểu thế. Đúng không? Đúng rồi, cho cái bàn vào xong, vào trong. Đúng rồi, cho bình ra sau. Đấy. Đúng. Buộc cái bình trước. Cố định cái bình trước, cái bàn thì nó dễ hơn. Còn hai xe nữa. Hai xe nhưng mà có người đúng không? Một xe người. Có một người đi theo à? Đúng rồi. Anh sửa ơi, chiếu kẹp vào đây luôn. Chiếu kẹp vào đây. Cái túi đấy mình treo cũng được mà. Cái đấy treo vào xe anh bó cũng được. Dép. Dép này tí cho vào cái túi bóng xanh rồi treo vào cái kia được mà. Dép thì nó nhẹ không. Cái dép nó đầy cho cái xe kia. Ok. Những cái nhẹ thì được xách được mà. Mà mệt thế, chị lọc. Mà mệt. Xong mà. Còn xe của chú kia là chở ống nhựa à? Đúng không? Ống nhựa và anh sở ngồi đấy đúng không? Ok. À còn chặn bát các thứ nữa, một cái chổi lau, một chổi quét nữa. Đi sang bên này mua. Chờ nhau mà đi nhá, cứ bình tĩnh. Chưa. Nói còn gì hết, ô chắc có chút. Chê, hết chết sổ. Chưa có sơn, mà con mấy cái. Tất cả là hết 3 triệu 373 nghìn. Bà chủ tính thiếu 10 nghìn mất rồi. Đấy. Giờ mình sẽ đi mua thêm chổi với cả chổi lau nhà, chổi quét nhà nữa. Lý sư. Bao tiền đấy cô? 60 nghìn à? Vâng. Đấy, lấy một cái thôi. Lấy chổi nhựa hay là chổi quét nhà? Lấy chổi nhựa hay chổi chít kia?
Lấy chổi chít quét sướng hơn nhỉ. Đấy, anh lấy một cái chổi chít đi. Chổi chít bao nhiêu cô? Vâng. Thế là thêm 90.000 là thành 3 triệu 400 6915 450.000. 3 triệu 450.000. À đâu? 90 cộng với 73 là bằng 163 là 3 triệu 463.000. Được chưa? Như này là về quét nhà thoải mái rồi nhá. Anh lấy cái ví tiền trả tiền cho cô. Nhá, mấy anh em về cẩn thận nhá. Về nhẹ nhàng thôi, bát đũa là nhẹ nhàng. Không này vỡ toang là hỏng ấy. Bây giờ thì mình tiện đường về Mèo Vạc luôn và mấy anh em sẽ tiện đường về cái này mai tự bổ à anh Sở? À đây. Mua thêm cái ống nhựa này về để làm cái máng nước từ mái xuống mọi người. Làm máng sau làm cái sau nhà anh nhá, không phải làm trước nhà đâu. Trước nhà nguy hiểm quá. Nó khó làm. Đó, mua. Căn tu mà to. Căn nó lỗ. Ờ. Thế phải lỗ. Ờ, rồi. Thế phải là bé hỏi vị chứ. Tao tao tao. Rồi. Vâng vâng, vâng anh cứ về đi. Rồi, chú. Về thận nhá. Em phó. Từ đây về đến Lũng Phìn là từ về Sùng Trái là cũng gần 10 cây. Mà từ Sùng Trái về đến Mậu Duệ là cũng tầm đấy nên là tiện đường anh em mình. Đúng rồi đi. Vâng vâng vâng, có gì em điện nhá. Nhớ công việc ngày mai em dặn nhá. Rồi. Trời cũng đã xế chiều. Và Tam Giác Mạch xin phép dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo trên channel Tam Giác Mạch. Cũng như là khả năng là sẽ làm series nhà em mình nữa. Đấy, thì rất mong quý cô bác, anh chị đón chờ và ủng hộ. Đấy. Bây giờ thì xin chào và xin cảm ơn.